Truyện ngắn đọc tác giả Tân Ngũ. Kính thưa quý hải hội chư quân tử, không như giới y khoa của Âu Mỹ cho thịt heo là loại thịt chất độc, người Á Châu nhất là người Việt lại cho rằng thịt heo rất lành. Đàn bà đẻ thì thường cho ăn thịt heo kho tiêu, cấm ăn thịt bò kẻo có ngày bị đúc núc cổ họng mà chết. Người Do Thái ngày xưa và người theo đạo Hồi ngày nay thì cho con heo là vật dơ giấy và cấm ăn thịt nó. Nhưng đa số chúng ta có mấy người mà lại dê thịt heo. Hồi còn ở quê nhà, món tiết canh lòng heo là một món rất quý, chả mấy khi được ăn. Qua đây lại sợ cao mỡ, cao máu, thấy ai ăn các món này thì rùng mình ghê sợ. Đó đúng là ăn no ra ngạ. Ngoài những khu chăn nuôi heo công nghiệp gần Thủ Đức, ở thôn quê Việt Nam nhà nào cũng thường nuôi vài con như kiểu bỏ ống. Đến cuối năm bán được món tiền kha khá lo việc lớn. Dăm ba nhà còn chung một con heo để đánh đụng vào trước Tết Nguyên Đán cho vui xóm làng. Như thế đối với người dân ở Á Châu thì con heo rất quý, thân thiết, gần gũi. Tôi còn nghe người ta nói chữ nho, hình như chữ gia là nhà thì trên có chữ phụ, dưới có chữ thỉ, nghĩa là căn nhà thì có đàn bà và một con heo, nếu thiếu một trong hai thứ này thì không thành một gia đình được. Nuôi heo bởi vậy là một nghề cao quý, cho dù nuôi heo thịt hay nái, thậm chí là nuôi anh heo nọc. Những bài viết trên báo hàng ngày thì thường giữ kẻ có đề cập đến việc tòm tem, cho dù là của loài vật đi chăng nữa cũng hay bị thiên hạ dè biểu lắc đầu. Nhưng trên báo Xuân, nhất là Xuân Con Heo, mà không nói tới sự làm ăn của heo nọc thì e rằng ý nghĩ ấy có phần hẹp hòi. Dĩ nhiên người viết không dám bắt chước Đặng Tiên Sinh mà nói rằng bài này cấm đàn bà đọc, nhưng đối với các cụ cao niên đã từng bị bác sĩ từ chối không cấp thuốc Viagra thì cũng không nên đọc, lỡ có mệnh hệ nào vì tăng xong bỗng dọt lên cáo rồi đột quỵ thì kẻ hàng này sẽ rất lấy làm ân hận. Riêng đối với các bậc tu hành hay những nhà đạo đức, người biết xin quý vị nên sang trang mà đọc bài viết khác để khỏi bận lòng và mất thời giờ. Kinh cao. Heo nọc, kiếp sau xin chớ làm người, làm con heo nọc để đời đón đưa. Chẳng phải tự dưng tự hành mà chúng bạn lại gọi thằng Nguyên là Nguyên Nọc. Năm đó sau Tết Nguyên Đán thì thằng Nguyên mặt xanh xao như tàu lá chuối. Nó vừa thiếu ngủ vì thức đêm để đánh bài bên sọc xám, vừa đói vừa bị các bay hành quân liên miên tích mù. Thấy nó hoa tàn nhụy héo quá, thằng bạn thân thiết mới đưa cho chùm chìa khóa xe Honda và 500 bạc, biểu ra phố kiếm cái gì ăn. Chứ cứ nít gạo sấy hoài sống sao nổi. Ánh mắt nó rặn rỡ tót lên xe vù ra phố ngay lập tức. Vài tiếng sau đó nó trở về, gương mặt bây giờ trông còn thất sắc, thảm não hơn lúc trước nhiều. Hỏi nó bộ chưa ăn gì sao, thì nó thú thật là đã ra nạp mạng cho mấy em gà móng đỏ ở nhà bà Năm Khăn Bông hay chị Tư nước nóng gì đó rồi. Chúng bạn kêu trời kêu đất, rồi đặt cho nó cái biệt danh, mà mới chỉ gọi lên thôi là tụi con gái nghe thấy đã mặt đỏ rần rần. Sau ngày Đức Phim tôi mất liên lạc với nó, chỉ nghe chúng bạn nói phong phanh là bây giờ nó đã có vợ có con và trở thành một ông chủ ở xóm mới, ông chủ heo nọc. Trời ơi, thì ra cái tên do chúng bạn đặt cho ngày nào đã vận vào cái số phận của nó. Tôi về thăm lại Sài Gòn và đi tìm nó cũng không khó gì mấy, chỉ việc kêu xe ôm chạy lên xóm mới, tà tà hỏi thăm mấy nhà nuôi heo ra là tìm anh Nguyên chủ heo nọc ngay chốc. Gặp tôi nó mừng, nó không ngờ mà tôi lại quý hóa quá, cất công đi tìm bạn xưa như vậy. Bạn bè mấy mươi năm gặp lại thì có vô số chuyện để nói nhau nghe, nhất là lại kề cà bên chén rượu. Cái thằng cà chớn này, khi hỏi là vợ tôi bây giờ có phải là một trong những cô bồ ngày xưa không, tôi chưa kịp gật đầu thì nó buông một câu gọn lõn. Mấy con bồ của mày, tao coi bộ con nào cũng... Ây chà! Vợ nó đang lăn xăng bên bàn nhậu mà nó nói vậy tỉnh bơ, chẳng kiên nể chút nào.
Thằng Nguyên bây giờ méo mó nghề nghiệp nặng quá rồi. Khi hỏi tới nghề chuyên môn thì như gãy đúng chỗ ngứa. Nó tả chân kỹ đến nỗi vợ nó đã già rồi. Nhan sắc đã đến thời mày thuôn lá ổi vú thỏng dưa gan rồi. Mà còn phải đỏ mặt cười lên rinh rích rồi te tái đi ra phía sau bếp. Mày biết không, khi tao đi tù về thì làm ăn cái gì cũng khó. Cỡ như bọn mình thì chỉ chạy xích lô hoặc buôn bán dớ dẫn ở chợ trời mà thôi. Tao dù sao bể cũng còn cành cạch. Cái bộ gió không quấn ngày trước vẫn còn có giá để tao lấy được con vợ ngon. Nhà bả tương đối cũng khá vì có ăn ruộng rau muống sau nhà, nuôi ít con heo và bả bán thịt ngoài chợ. Tuy thời điểm này là cái gì cũng giàu quốc danh. Những người ta lén lút bán heo bán thịt thiếu gì, chứ cứ đợi tem phiếu để mua thì có khi cả năm chưa được tí mỡ bôi mép. Vì ở thành phố thịt rất hiếm nên mấy bà mấy cô đi theo xe đò về các tỉnh miền Tây, buôn bán lén lút giấu giếm, bó thịt trong bụng trong đùi máu chảy tùm lum coi thấy mà ghê. Còn cái này tức cười lắm. Mấy nhà hàng trong chợ lớn ngày xưa sang trọng là thế, nhưng bây giờ người ta cũng nuôi cải thiện mấy con heo ngay chung quanh cầu thang máy. Cái thang máy đã hư rồi chẳng ai sử dụng hay sửa chữa gì được, nên dùng mấy tấm ván cơi nới thêm ra để nuôi dạy con heo cho nó ăn cơm thừa canh cặn. Khi bán thiện công nhân viên cũng có ít tiền cộm. Ôi thôi, cả cái nhà hàng luôn luôn có mùi heo. Cho dù họ cũng ráng giữ vệ sinh, dụi rửa thường xuyên, những chung cư dù mới hay cũ mà đã cấp cho cán bộ thì khi vợ con họ vào tới Sài Gòn cũng trở thành nhét nhát vì đua nhau nuôi heo, nền bếp gạch bông bóng láng thế mà rồi cũng trở thành chuồng heo. Họ không có nuôi nhiều, một vài con thôi, và từ ấy thiên hạ của cái đất Hoàng Ngọc Diễn Đông cũng không còn lấy làm lạ. Khi thấy từ ông Nga thủ trưởng đến anh bảo vệ đi làm về, đều ghé mua đâu đó rồi chở toàn ten trên chiếc xe đạp một bó rau muống dài lòng thòng. Ngọn rau thì người ăn, gốc thì nấu với cám cho lợn. Cả người lẫn lợn sống đề quầy chia sẻ từ thức ăn cho đến chốn ở. Họ nuôi heo như nuôi chó kiển. Hãy đi về đến nhà là lo tắm rửa cho nó y như một đứa con cưng. Nó bỏ ăn hay ỉa chảy là hai vợ chồng xanh mặt, cứ y như là tai họa sắp đổ sập xuống cơ quan mình rồi. Tao thấy trời Việt treo vui trong ánh hồng mênh mông, người người lương hay giáo bên nhau cùng một lòng quá. Lòng dân quý mến cái vụ nuôi heo quá, nên nhảy ra mừng nghề buôn bán heo con. Heo giống mắt nên tao bàn với ông bà già vợ không có nuôi heo thịt nữa, mà nuôi toàn nái, mà nái thì lại cần nọc. Bởi thế nên tao bèn mua một con giống Yorkshire đực. Sau đó có dăm tháng thì ôi thôi, tiền vô như nước, đã phục vụ cho đàn nái ở nhà ba thở, mà tao còn phải nhảy dù phục vụ gần xa mệt bở hơi tai. Dài dài từ xóm mới, tao chạy xe lam xuống Hạnh Thông Tây, xóm gà Hóc Môn, đâu đâu trên bốn vùng chiến thuật cũng in dấu giày. Ở quên, dấu dép của thầy trò tao, con heo giống Yorkshire của tao cũng có giá lắm, mà công nhận nó khỏe thật, một ngày mấy phùa rồi, mà cứ hễ mở cửa chuồng là cu cậu phóng lên xe làm một cái rột, rất chi là hăng hái. Có lần tao nghe bà kia hỏi bạn, hồi này chị thả nọc của ai vậy? Nọc ông Nguyên. Kể xong nó ngoác miệng cười một cách khoái trá rồi tiếp. Mày đừng tưởng cứ dẫn chàng nọc về rồi thả vô chuồng, mặc kệ nó làm ăn ra sao thì làm. Hey, vất vả cho ông chủ lắm chứ chẳng phải chuyện chơi đâu. Trước khi lên xe làm, tao thảy cho chàng hai hột gà sống, mà thời ấy chính tao cũng tiếc tiền không dám làm la cốc mà ăn. Cái miệng nó bình thường nhễu nhão là thế, mà nó táp hai hột gà gọn bân, đâu có rớt ra ngoài giọt nào. Xe vừa ngừng là thằng đệ tử có cái mũi trư bắt giới ấy thính không thể tả. Nó biết ngay cái nhà nào có heo nái đang động đực, đi xăm xăm vô nhà người ta rồi lao tuốt ra đằng sau. Thân thể nặng nề thế mà phốc một cái là nó đã nhảy vào chuồng. Khi con nái mới động đực thì cái qua nó đỏ ao và sưng lên. Nó kêu rống vào ủi phá chuồng dữ lắm. Ấy vậy mà khi con nọc vào, nó lại cắn lại chảy xà quần, làm cho anh kia chả làm ăn gì được sức.
Người nuôi heo có kinh nghiệm thì phải đợi vài ngày sau, khi cái hoa đã héo biến thành màu đỏ bầm và có nước nhờn trĩ ra mới cho nhảy, và lúc đó con nái nó mới chịu đứng yên, mắt liêm diêm tay cụp xuống, cái đuôi ve vẫy quẻ qua một bên để phơi bày của ả. Mày hỏi ông chủ heo nọc cực là cực làm sao hả? Là bởi vì khi con nọc còn nhỏ mà con nái xè lớn quá, anh chủ phải kê ghế, phải bồng thằng đệ tử mình lên thì nó mới ngang tầm tác xạ cho chúng mục tiêu. Chứ không thôi thì nó khóc ngoài qua ngải thì cũng sôi hỏng bỏng không. Nói đến đây thằng Nguyên Nọc cười khà khà. Hồi đó tao phóng tróc kết như thảy bi vô lỗ, nên bây giờ còn lạ chi chuyện nớ. Khi con nọc đã quá to mà con nái mới động lần đầu, nếu mà con đực trộm lên thì với sức nặng của nó có thể đè con nái gãy lưng hoặc gãy hai chân sau. Mình phải lòn một cái bao bố dưới bụng con nái, rồi chỉ chủ nái một bên, mình một bên, đinh con nái cho chổng mông lên cao, canh sao cho vừa tầm thì mới hoàn thành tốt công tác có lợi cho dân cho nước ấy. Lạ lắm, con nái mới bị phủ nọc lần đầu, khi cái khoang kia xoáy vào thì cũng đổ máu y như người vậy. Cái khoang xúc ra rồi, con nọc thường chạy chung quanh chuồng một vòng, rồi lại hấn hở nhảy lên lần nữa, lần này cũng lâu khoảng 15 phút. Hèn chi người Pháp cứ cho rằng cu son là dâm hạng nặng trong các loài vật. Sau hai lần mây mưa thì từ cơ quan sinh dục cái sẽ đồng ra chất gì sành sệt giống y như hột é hay chèo bột bán, nó lấp lại để tinh trùng con heo đực không phì ra ngoài. Người ta gọi là xả. Nếu nó bích kính thì lứa heo con mới nhiều. Vậy sau này dù kỹ thuật thụ tinh nhân tạo tiện lợi hơn nhiều, nhưng nếu tinh đông viên không có bơm nhiều lần thì số lượng bầy heo con cũng ít lắm. Tôi mới tò mò. Ê mày, con heo nó nhảy lên rồi nó lộn ngược ra sao, dính lẹo như chó hay không? Hey, mày dân quê chưa từng thấy heo nó làm ăn ra làm sao hả? Súng đạn của nó lạ lắm, nó săn xoắn như cái khoang gỗ của thợ mộc vậy. Tuy cặp lựu đạn của nó to lớn với thân thể, có khi nặng tới cả ký lù, nhưng súng của nó lại nhỏ như ngón tay cái mà thôi, thò ra ngắn chẳng tày gang. Khi nó đã vô gôn chú tám rồi, nó làm hùng hục thấy bắt ham, đến nỗi có khi chị chủ heo nái mặt đỏ nhừ đâu dám nhìn ngay chân, mà cũng cóc dám nhìn tao luôn. Chừng 10 phút rồi nó dừng lại, ôm lưng con nái đến 5 phút sau mới rời dạng phóng. Như lúc nãy tao có nói, xong phát đầu nó tụt xuống chạy một vòng nhỏ quanh chuồng như ta chạy tập thể dục, rồi nó lại hùng hục trèo lên. Mẹ họ, tao mà có khả năng như thằng đệ tử này thì khối con mẹ chết với tao. Tôi mới cười. Thôi đừng có giả nai nữa, bả ra đằng sau rồi thành thật khai báo với tao đi. Từ hồi mày làm nghề này cho đến nay đã có bao nhiêu chị chủ heo nái kéo mày vô phòng. Ê ê, mà nè, sao tao nghi mày quá, có khi mày nhìn thấy cái mông tròn do dưới làng giải Mỹ A thì khỏi kéo đi đâu hết cho mất công. Hai con heo xà quần trong chuồng, còn hai anh chị chủ làm ăn ngay ngoài chuồng quá. Ê ê ê, bậy mày, ai làm ăn kiểu đó được? Ê sao lại không, tao còn nhớ hồi mới vô trung tâm nhập ngũ, con bồ của mày có cái dáng đi hay hãy như bảo rằng, nó đây nè, vô thăm ở vườn tao ngẫu dưới tàn cây bá đậu, thằng nào đã kéo con bé vô nhúc nhích dưới cái phong số nóng hừng hực. Nguyên Nọc cười học lên. Mẹ, mày như vậy tổ mẹ, mà sao tao cũng lấy làm lạ. Mấy người chuyên nuôi heo nái thì thường là bà già quá, hoặc chồng phải đi công tác hay đi làm ăn xa, bởi vậy mới tội nghiệp cho cái thân tao. Ê xạo, khoai chi tử mà còn mày đặt có tội nghiệp. Tao mà biết chắc rằng bà xã mày cũng đón biết chuyện này, bộ bả không phản đối rồi bắt mày đổi nghề hay sao? Đổi gì được, tiền vô ào ào ai không ham. Mà cũng bởi cái vụ đó tao dữ dằn quá nên bả cũng đành an ủi. Thôi, để ổng đi cho đỡ mòn của nhà. Đến tuổi này rồi, tao mới nghiệm ra rằng tao là một thằng nọc lỗ, còn mày thuộc dạng lù khù xách cái lù mà chạy, hoặc nói theo kiểu miền Trung là lục lịch mà điệt ra khói. Mày chính là một thằng nọc kín. À mà mày biết tại sao con chó nó đi tơ mà dính lẹo mà con heo lại không dính hay không? Ai, chiều nay tao dẫn mày ra chợ xóm mới mua ít thịt chó và một cái cẩu phiến để mày coi thì sẽ hiểu liền.
Cái cẩu biến dài chừng một gan, chân tuột tuột thì làm sao nó mắc dính cứng ở trống được? Là vì ở gần cận của nó có hai cục cứng chìa ra hai bên. Khi con chó đã vô gôn chú tám rồi, máu nó sẽ dồn về hai cục đó nên cuộn lên cứng ngắc. Hai cục đó lại chui vào phía trong của xương chậu con chó cái như hai cái ngảnh. Thế nên cho dù con chó đực có quay lộn ra phía sau cũng không xúc ra được. Đôi khi con chó cái nhổ quá còn bị treo lên cao, hai chân nó hỏng khỏi mặt đất nữa. Tao nhớ hồi còn nhỏ có lần cùng với một thằng bạn xỏ một cái gậy vô dữ mà khiêng lên nó cũng không có xúc. Mày chơi ác quá. Hay thì hồi nhỏ con nít có mấy đứa không rắn mắt. Nè, tao nói hồi à tụi mình còn học tiểu học, mày thường hay đáy dầm và ngủ thì nghiến răng trèo trẹo. Có ai đó chỉ cho má mày mua cái giấy chó về ăn cho mày để trị bệnh. Bây giờ mày còn đáy dầm không? Ê, sư mày! Tao không biết giấy chó mày đã từng ăn có ép phê gì không, chứ Ngọc Dương Ngầu Biến không thể nào quý bằng cặp lũ đản của heo nọc. Con nọc kia dậy hôn rồi, bán cho người ta làm thịt, ai cũng tưởng là bán theo kiểu dứt đi, làm to. Nguyên cái cục nợ đời của nó đã là một đống tiền, đâu có phải ai muốn ăn mà mua được đâu. Tao nhớ hồi lâu rồi, người ta lấy hai cái trư hoàng đó, xé vỏ bọc ngoài rồi, bóp nát nó ra, đánh chung chiên với trứng gà, tiêu hành tỏi bột ngọt các cái, chiên lên thì nó thơm lừng, bay đi hàng mấy trăm thước. Món này lại gọi là món ông ăn bà la làng đó mày. Sau này tụi xì thấu chợ lớn nó gom hết, nó pha chế tẩm ướp theo bài bản rồi nào là ngâm rượu, pha lấu tìm thuốc bắc dân dân, đem bán cho mấy ông quan tham, mấy ông đại gia mới giàu phất lên nhờ thời cuộc, tiền tiêu thá vàng. Nhưng muốn ăn chơi coi bộ khó, vì súng đạn của mấy ổng đã mềm như cọng bóng thiêu. Còn thịt của con heo nọc cũng lạ, tuy có hơi hôi nhưng toàn là da già nạc, ăn cứ giòn sần sật như thịt heo rừng. Khi nào gặp con quá dạ thì họ lại bán cho cơ sở làm lạp xưởng. Thịt nái xài hay há, thịt heo chết kia mà tụi nó úp ngũ vị hương rồi dồn vô thành lạp xưởng thơm tho thì có thánh mới biết. Nói chỉ đến thịt heo nọc, vừa tươi lại tuột là nạc, quý lắm chứ. Mày nhớ nghe, về đây chứ có bao giờ ăn món lạp xưởng hay thịt heo quay. Chẳng biết ở Mỹ thì sao chứ ở đây thịt bán ấy 3-4 ngày đã thối quắc. Heo bệnh, heo ghẻ, heo chết gì mà họ úp gia vị cho thơm quay lên rồi quết mật ong tô màu. Ăn vào có ngày trúng độc thì tiêu tán thoảng. Hôm trước báo chí còn đăng có người lấy màu Việt Nghi làm bàn ghế mà bôi lên thịt quay cho có màu vàng nữa. Hay thiệt kinh khủng y như bánh phở úp Phật môn. Ân qua vậy nè, mày vừa nói là heo nọc nghỉ hưu, vậy thì sau khi hành nghề mấy năm nó mới hưu? À, cũng tùy theo từng giống và từng con, nhưng nếu nuôi lâu chừng 3 năm thì heo nọc sẽ rất nặng cân, nó chồm lên con nái sẽ chịu không nổi, mà mình là sư phụ nó cũng phải vất vả theo. Sau này, tao luôn luôn có một tổ tam tam chế, một con thuộc hạng thiếu niên, một con dạng trung niên và một ông thì hì hộm như tù trưởng. Khi có ai gọi đi thì tao phải hỏi cho chắc là nái của họ nặng bao nhiêu để dẫn quân đi cho xứng tầm cỡ với đối tác. Chừng nào mình tẩy anh tù trưởng đi vô lò sát sinh thì sẽ có thế hệ trẻ hơn đông lên. Bữa nhậu chiều hôm đó câu chuyện nghề nghiệp của tôi ở bên Mỹ cũng muốn khoe lắm mà vẫn không có cơ hội. Vì thằng bạn quá nồng nhiệt về việc nuôi heo nọc của nó nói lè lịa như bắn mini gun. Nguyên nọc gấp một miếng dồi chó lấy vài lá mơ cuốn chung dồi với ít lá thơm và một lát truyền, chấm đẫm vô chén mắm tôm chanh rồi ngòm ngòm vừa nhai vừa nói. Chẳng phải bò cũng chẳng phải trâu, đầu đuôi không sủa sủa đầu đầu, khi nằm với vợ thì lại đứng, cả đời không ăn một miếng trầu. Mẹ, ai tả con chó hay quá, không hề có chữ chó nào trong câu thơ. Mà đọc lên ai cũng biết là chó, chỉ có câu cuối hơi á bị gượng ép. Mà này, con chó đực đúng là loài chó, chưa chi nó đã muốn chạy làng. Mày coi á, nếu mà ông trời không bắt tội cho nó mắc lẹo, thì con chó đực khi xong việc thì nó đã giọt mất tiêu ngay. Lúc nó lộn ra đằng sau, gương mặt nó rất chó, thè lưỡi ra hai mắt trong gian ngoan điêu tả được. Trong khi con heo nọc thì không lại thế. Khi chị nái mắt liêm diêm thì anh Nọc cũng ngừng bộ dạng. Tụi nó chia sẻ sự thung thướng với nhau rồi còn nằm im trên bể phóng cả 5-7 phút mới tụt xuống.
Mày có biết không, thằng con trai tao mới cưới vợ, tao cho nó ra riêng trên một miếng đất khá lớn trên Dĩ An. Hồi trước 75 thì đây là một quận của tỉnh Biên Hòa, nhưng bây giờ nó lại là Bình Chuẩn của Bình Dương. Mày ở đây chơi với tao, sáng mai tao trở lên đó. Chuyến này về đấy mà không lên thăm trang trại nuôi heo rừng, heo mỏi của thằng nhỏ thì đối với một thằng tò mò như mày thật là một điều đáng tiếc, thậm đáng tiếc. Tuy chỉ là một anh chủ heo nọc nhưng thằng Nguyên bây giờ mập ra có tướng rất đại gia, với mái tóc còn khá đầy, hơi bạc hai bên thái dương nên trông càng phong độ. Nó ngồi chiếm chệ trên chiếc Honda bự bành kia, to lớn như tôi mà ngồi sau nó cũng cóc thấy gì đằng trước. Hai thằng rời xóm mới chạy ra xa lộ Đại Hàng, nó phóng vùng vút quẹo hai ba lần xuyên qua mấy vườn cao su, rồi chạy dọc khu rừng Cò Mi ngày xưa. Bây giờ đã biến thành khu công nghiệp Singapore coi tân tiến và xinh đẹp. Tôi còn nhớ khu rừng Cò Mi này, đây là nơi liên đoàn biệt cách 81 tập họp lần cuối cùng trước khi tan hàng. Chúng tôi ghé vào một tiệm phở Bắc, nhưng thú thật so với phở Lido Sài Gòn thì tô phở ở đây quá tệ, ăn không ra cái tướng báo gì. Đã thấy chỗ ngồi bàn ghế chén đũa gì coi cũng ghê gớm vì có quá nhiều xe chở đất cát chạy bụi mù, cuốn theo từng đợt gió mà lùa vô quán phủ đầy lên vạn vật. Tuy chung quanh đây đã có rất nhiều cơ xưởng mọc lên, đất thổ cư bây giờ mắc như vàng, nhưng thằng Nguyên mua thửa đất này lâu rồi. Ngày xưa đất cày gò nõng, chỗ thấp chỗ cao, vài cây điều cây xoài mọc lẫn với mấy bụi cò ke, sát hàng rào có vài bụi tầm phong còi cọc. Xe chạy vào sang một ngôi nhà khá đẹp, bầy chó sồ ra sủa thì hai vợ chồng đứa cháu chạy ra, cũng giới thiệu qua loa rồi Nguyên kéo tôi ra phía sau nhà. Khu đất rộng chừng 1.000 thước vuông, có xây tường bao bọc cao hơn đầu người, phía trên lại có rào thêm kẽm gai. Một bầy heo con có sọc trên lưng đuổi nhau chạy tán loạn, những con lớn hơn thì bị ngăn ra từng khu. Con trai thằng Nguyên nuôi heo nối nghiệp bố nhưng theo cách khác, nó đi theo để giải thích cho tôi rõ. À chú à, những con heo lông vàng quạch có sọc đen kia là heo mỏi, nó lớn tối đa cũng chừng 3-4 ký, bởi vậy cứ khoảng 3 ký là cháu bán hết, có nuôi nữa chỉ thêm tốn hao mà không tăng được trọng bao nhiêu. Nó đẻ mau mắn như thỏ nên rất có kinh tế, loại này ngoài thức ăn công nghiệp, nó còn ăn củ mì, củ khoai hay trao lá, rễ cây, nên người ta nói trong thịt nó có vị thuốc, trước khi bán ra được cái gì cháu cũng thiến hết. Chứ nếu để nguyện người ta ai cũng có thì giá heo mỏi bị tuột dốc ngay. Hiện nay các nhà hàng, các quán đặc sản nhiều quá mình không đủ cung ứng đâu. Nhưng nếu cung ứng bảo hòa thì mình cũng không có lời nhiều được. Như chú biết, thú rừng bây giờ bị cấm săn bắt mà chở đi cũng khó, bị công an hoặc bảo vệ lâm trường ách hại thì chí nguy. Ngay như cháu đây có giấy chứng nhận nuôi thú rừng rồi đó mà cũng bị làm khó hoài. Vừa nói nó vừa lấy hai ngón tay xoa xoa vào nhau, ý nói phải chi tiền điều điều để được yên thân làm ăn. Có mấy xe tới lấy hàng nên nó xin lỗi rồi chạy vô nhà tiếp khách. Hay chúng tôi đi dài ra coi lũ heo rừng. Heo trong không giống heo nhà mà cũng chẳng giống loại heo rừng mà chúng tôi thường săn ngày xưa ở vùng Túy Loan gần Đà Nẵng. Thằng Nguyên nói, ha, cậu cả nhà tao khá lắm. Khởi đầu nó mua một con heo rừng được của người ta đi săn về. Con heo trông dữ dằn với hai cái nanh dày sọc chìa ra mà chỉ còn có ba chân, chân kia đã bị cục khi dướng bẫy. Về nhà nhờ ông bác sĩ thú y chữa cho lành hẳn và còn cưa hai cái nanh cho bớt nhọn rồi nó cho nhảy với heo nhà người ta gọi là lứa này là F1. Nó lại đi tuốt lên Phước Long mua được một con heo bị sụp hầm về lai giống F1 ra lứa F2. Bây giờ đã được một loại heo nạc và kháng bệnh như heo rừng, nhưng lại mau lớn như heo nhà. Thế là mày biết, thằng con bây giờ giàu lên cấp kỳ, vì thịt rừng bán mắc gấp 4-5 lần thứ thịt khác. Còn may hơn nữa là gần đây có cái dịch lở mồm long móng, trâu bò heo bị tai hại rất lớn. Nhưng với đàn heo mỏi heo rừng này, nó kháng bệnh rất cao nên chưa thấy con nào bị cả. Ê Nguyên, mày còn nhớ hồi mình bay vô mỏ than Nông Sơn, thấy người dân họ nuôi một loại heo cỏ nhỏ xíu mà cái bụng nó ổng xuống gần chạm mặt đất không? Tao không có hiểu nó được đưa qua Mỹ hồi nào mà họ nuôi nó như một con pet,
cưng như cưng chó mèo, có người còn cho nó ngủ chung nữa mới gớm. Cách đây không lâu, báo có đăng rằng con Việt Nam Mi Pig này rất thông minh. Bà chủ của nó bị stroke mà nó chạy ra đường chặn người ta lại, dẫn vô nhà để kêu xe cứu thương. Bà chủ thoát chết lại càng thương nó hơn nữa. Nhưng qua tới xứ Mỹ, con heo nhỏ bé ngày xưa ăn đồ bổ béo quá, nó nặng đến 250 pound, nên thường thì chỉ ít tháng hay nửa năm là chủ dội đăng báo cho free. Mấy người bạn tao thường đến xin về nuôi. Ý trời ơi, chắc mấy chả nuôi trong nồi. Thì thế, hồi mới qua Mỹ tao cũng thường đi lên farm mua bò heo về với tụi bạn. Thấy có nhiều con heo nặng tới 1,500 pound, nghĩa là 750 ký, thấy phát sợ. Nó lớn như con bò mộng vậy. Hèn chi thịt hem hay thịt ba rọi bên đó bán rẻ rề. À, thôi cũng gần trưa rồi, mày với tao qua nhà kế bên kêu họ làm con heo mỏi để ăn cho biết vậy. Thằng con tao vì bận quá mà không muốn sát sinh nên đem dịch vụ này phú cho nhà hàng xóm. Người khách nào muốn con nào, họ bắt làm con đó. Mỗi con cả công làm rau thơm rau sống, nước chấm với bánh mì mà chỉ có 200 ngàn. Bởi vậy cứ mỗi chiều, quan lớn quan bé cùng các đại gia ghé vô đầy quán. Một con heo mỏi thì 4-5 người ăn mấy hết. Đâu dây họ vài trăm ngàn thì cho là rẻ như bèo. Nhưng đám công nhân ghé đây làm một phụ như thế là mất đứt một tuần lương. Thảm thật. Chúng tôi qua và mua một con của họ nhốt trong lòng. Anh chủ quán tắm rửa con heo mọi cho sạch sẽ, đập cây búa nhỏ lên trán con heo làm cho nó dãy tê tê không kêu lên được một tiếng, rồi lấy ống trúc chọc quyết vô một cái ca có trộn muối bọt. Nhấp nháy chưa tới nửa tiếng, con heo đã làm ra hai hộp lòng và tiết canh. Nguyên con heo quay lên vàng xếp vào một cái khay mốp. Lúc Trinh về nhà, vừa đến khoảnh vườn ngang hông thấy một anh heo nhỏ có chút xíu đang nhảy chồm lên dê chỉ nái xề. Thằng Nguyên chép miệng. Tụi mình đã đến tuổi dậy hưu rồi, súng còn mà đạn hết. Hay thằng ơi, thời quanh liệt nay còn đâu. Tác giả Tần Ngủ.